Toàn xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Trước khi đến với cái video ngày hôm nay thì với một cái tấm lòng là đầy sự cầu thị, đó là lắng nghe và biết ơn, xin được cảm ơn tất cả cô chú, cô bác, anh chị và các bạn học viên đã yêu thương và tin tưởng với một cái kênh chia sẻ về các kỹ năng mềm, trong đó có kỹ năng sự kiện. Tất nhiên thì Khánh Toàn không phải là tất cả, nên tất cả những cái buổi chia sẻ, những cái video chia sẻ, nó mang tính chất đúng chữ chia sẻ để cho cô bác, anh chị ở khắp mọi miền trên Tổ quốc Việt Nam chúng ta tham khảo thôi. Xong là mình lấy một chút cái ý tưởng của cái bố cục này, mình lấy một chút ở cái văn phong, cái lời dẫn này, xong là mình sẽ vận dụng theo cái cách của mình, theo cái gia đình của mình, bối cảnh của mình, quê hương, vùng miền của mình. Ok, tất cả bà con. Cảm ơn bà con đã yêu thương và đăng ký rất nhiều đấy. Đăng ký nhiều lắm, lên view, lên subscribe, được đăng ký, tôi rất là vui mừng. Vì điều đó cho thấy là chúng ta đang ngày càng văn minh, xã hội chúng ta đang ngày càng văn minh. Sự đoàn kết của tất cả chúng ta đang ngày càng lớn mạnh, chứ nó không có theo kiểu hồn ai nấy giữ nữa rồi. Thế thì chán chết nhỉ. Thưa tất cả các bà con, và dựa trên rất nhiều những cái bình luận, dựa trên rất nhiều những cái comment đặc biệt của các bác lớn tuổi, thì có đề nghị Khánh Toàn làm một cái video về một cái sự kiện, đó là trong đám hiếu, đám tang, anh chị ạ. Thì trước đây thì đã có rồi, có một cái bài phát biểu, nhưng mà nó dành cho những người như là chúng ta đi dự, đi tham dự đám hiếu. Thế thì mình có cái vòng hoa, mình có nén nhang, mình đi với một đoàn của cơ quan đoàn thể nào đến, mình đến mình có đôi lời cho nó có trước có sau. Còn mỗi vùng miền mỗi khác. Tuy nhiên thì nhiều bà con phê bình quá, tôi cũng khen ngợi nhiều lắm, nó cứ lung tung. Tuy nhiên thì báo cáo bà con như thế này, phê bình làm cái gì, mình có trước có sau nó như vậy, có thể nó bớt cái thiếu sót đi thôi. Mà cái người mà đi dự mà phát biểu cũng có kính thưa, kính gửi, giới thiệu mình là ai, cũng phân ưu với người đã sống, cũng thành kính với người đã khuất, phải không ạ? Rồi lại có đôi cái câu thơ, đôi cái câu đối nhẹ nhàng, nhưng mà với cái tấm lòng chân thành, thành kính, trọng kính của mình, thì rõ ràng là chả ai chê bai với những cái phái đoàn như vậy cả, phải không ạ? Còn những cái việc khác nó lớn lao hơn cơ. Mấy ông bí thư chi bộ hay ông trưởng thôn, trưởng khu, trưởng xóm, trưởng phường gì đó đọc cái bài điếu văn mà đọc linh tinh tào lao thì nó dễ rủi ro nhỉ. Chứ còn mình mà đi dự, nói có trước có sau, có mở bài thân bài kết luận như vậy rồi thì còn gì thú vị nữa. Còn tất nhiên mỗi vùng miền mỗi khác, nhưng mà mình đi dự đám tang cơ mà mình phát biểu được như vậy đã là gì ạ? Đã là tròn trịa lắm rồi. Còn tất cả mọi cái thành công hay không, mọi cái mà nó được toại nguyện mọi người hay không, thì báo cáo anh chị, nó không phải là ở lời dẫn đâu, cũng không phải là cái bài phát biểu đó có hay hay là không hay, mà nó ở tấm lòng của người đi phát biểu đấy. Tấm lòng, nói vấp, nói lắp, đó cũng là một nghệ thuật. Nó thể hiện sự mộc mạc giản dị, mà trong nghệ thuật thuyết trình, nghệ thuật giao tiếp thì đẳng cấp cao nhất nó lại trở lại là sự dung dị, tức là giản dị, bình dị. Đấy mà là thuyết trình, nhiệt huyết, máu lửa, chân thành, sợi lợi, cởi mở, đôi khi lại vụng về một chút, chứ không phải là đứng lên sân khấu là cứ thao thao bất tuyệt đâu. Nó thành đa cấp mất nhá, thành học thuộc lòng mất, nó mất đi cảm xúc. Rồi, tất cả những cái kỹ năng để chúng ta có thể có một bài phát biểu hay, có thể có một lời nói tốt, hoặc là để làm sao cho các bác các chú mà không bị camarun, không bị run đấy ạ, không bị hồi hộp quá, thì Khánh Toàn sẽ có một hai video nữa. Hàng trăm video cơ mà, cái gì cũng có trên cuộc đời này, chia sẻ trên kênh diễn giả Khánh Toàn Special, anh chị nhé, cô bác nhé. Sau đó là mình lại tham khảo tiếp. Run, tôi có cách, dễ lắm, không khó như mấy cái trung tâm, mấy ông thầy bà khác dạy đâu, dễ lắm. Chứ không phải là cứ đứng nhìn coi như không có ai ở đây đâu. Không, vẫn run, coi làm sao được không có ai. Trong não mình biết chứ, trong tim mình biết chứ, trong cái hơi thở biết chứ, trong cái cảm quan của không gian nhé. Đó, nó là độ ấm, độ lạnh, mình biết chứ. Vẫn run, thậm chí còn run hơn. Làm sao không run? Các tiết sau đi, chia sẻ với chị, tất cả cô bác anh chị. Còn trở lại với tiết ngày hôm nay thì phát biểu cảm ơn của gia chủ đối với quý vị, đối với các đoàn đại biểu, đối với các hội, đối với bà con nhân dân
bà con khu phố, lối xóm đến chia sẻ phần ưu và thành kính với người thân của chúng ta đã khuất. Thì cái phát biểu này thì thứ nhất là báo cáo bà con này. Mình sẽ thấy nó cũng chia ra vùng miền bà con nhé, nhưng mình sẽ thấy cái dấu sao thứ nhất đi, là mình thấy là thường cái phát biểu này nó sẽ nằm ở trong cái khoảng đó là trước hoặc sau khi đưa người thân, đưa người đã mất đi an táng. Tức là gì ạ? Trước khi an táng ở nghĩa trang hoặc là sau khi an táng ở nghĩa trang, nó cũng tùy theo vùng miền. Và như ngoài Bắc đó, như ngoài Bắc mình đây thì mình thấy là thường gì ạ? Thường là trước khi đưa người thân của mình ra nghĩa trang an táng, thì sau khi cái ông đại diện cho chi bộ, cấp ủy thôn chẳng hạn, trưởng thôn chẳng hạn, đọc cái bài điếu văn đấy rồi, nêu nổi bật ra quá khứ, hiện tại, rồi là con cái, ông bà, lịch sử, vân 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 của người đã khuất, đúng không ạ? Thì đến lúc gia đình có đôi lời cảm ơn trước cái tấm lòng của mọi người đã đến chia sẻ phân ưu và bày tỏ sự thành kính của khách đối với gia đình mình, đối với gia tang. Thì chúng ta ngoài Bắc hay thấy thường trước, nhưng một số các tỉnh của miền Trung, một số các tỉnh của miền Nam thì hoặc là ở một số các đơn vị đặc biệt là thành thị đấy, thì sau khi các đám tang mà được an táng xong, nhiều người người ta còn quay lại nữa để phân ưu với gia chủ nữa, hoặc là sau đó 1-2 ngày thì người ta có thể là đăng báo hoặc là đăng gì ạ, đăng truyền thông để người ta cảm ơn, thì nó lại gì ạ, nó thuộc về sau. Hoặc là mình hoàn toàn có thể là áp dụng luôn cho cả hai, đó là áp dụng về trước khi an táng tại nghĩa trang và an táng xong mình lại có một cái bài cảm ơn, nó gút hơn, nó ngắn gọn xúc tích hơn nha. Thế thì tùy cơ ứng biến thôi. Còn về cơ bản thì Khánh Toàn sẽ chia sẻ, đó là cái phần bố cục là cái thứ nhất, cái thứ hai là lời dẫn đó, để các bác có thêm thông tin để mình tham khảo, tham khảo các bác nhé, mình tham khảo xong mình sẽ vận dụng theo cách của tao, đó là cách của các bác, các anh chị và các bạn học viên, ok nhá. Chứ tôi mà cái gì cũng đúng, cái gì cũng biết là không đứng đây để chia sẻ chém gió ăn tục nói phét với các bác đâu, tôi đoạt giải Nobel rồi nhá. Ok, thế thì mình sẽ thấy này, phần đầu tiên đó là dấu sao thứ nhất là nó thường gì áp dụng đó. Mấy ngày tôi đi hôm nay cũng bận quá không mua được cái bút này rồi nhá. À, hay quá, là mình thấy cái bài phát biểu cảm ơn này này, nó áp dụng cho trước, cho trước hoặc sau khi an táng nha, sau khi an táng đó. Mà mình thấy là cơ bản là rất nhiều là gì ạ, cho trước khi an táng, trước khi đưa người đã khuất ra nghĩa trang. Rồi cái dấu sao thứ hai để mình hiểu thôi, mình nắm được thôi, đó là cái người nào là người sẽ đại diện cho gia đình đọc cái bài cảm ơn này, thì chúng ta thấy là thường là gì ạ, thường là dành cho con trai trưởng, dành cho con trai lớn, con trai trưởng trong gia đình nhá. Trong miền Nam tức là ăn hai đấy, ngoài Bắc gọi là anh cả đấy, phải không ạ? Con trai trưởng ở trong gia đình sẽ là người gì, đại diện cho gia đình, đại diện cho gia tang để cảm ơn, để cảm tạ, để tri ân mọi người đã đến chia sẻ, vơi bớt cái nỗi thương xót lớn lao của gia đình bởi vì có người đã khuất nha. Thế thì về cơ bản là mình thấy này, áp dụng trước hoặc sau khi an táng, thường hay trước lắm ạ, đúng không ạ? Và gì, thường là dành cho người con trai trưởng. Nhưng mà nếu ông con trai trưởng mà lại bị cái vấn đề về ăn nói hoặc là vấn đề về IQ đó, thì con trai út làm được chứ sao, cũng là mẹ mình, là bố mình mất cơ mà, đúng không? Cũng là tấm lòng của gia đình, không sao cả nhá. Đấy, chúng ta không cần may móc như vậy, nhưng mà chúng ta thấy là cứ bình thường thì sẽ thường là áp dụng cho anh con trai trưởng. Rồi đấy là phần thứ nhất là mình nhận diện đó, nhận diện là áp dụng vào cái thời điểm nào để mình phát biểu và ai là người phát biểu. Thì còn cái thứ hai là mình sẽ tìm hiểu một chút về bố cục nhá anh chị nhá. Bố cục nó có cái bài, bố cục của cái bài phát biểu này, bài phát biểu này Khánh Toàn chia ra bố cục làm 3 phần để mình dễ hiểu thôi. Anh chị có cái công thức bố cục đấy, anh chị tự nhiên đắp cái lời dẫn của cô bác anh chị lại, nó tạo ra cái kiến thức của anh chị đấy, đúng không? Nhưng mà nó có cái bố cục, đôi khi tự mình chia ra nhá. Bố cục rồi, gồm 3 phần đó. Cái bảng nó vẫn lóa, cái bút thì lại hết mực, tệ không chứ,
hứa mình chị ngày mai tôi sẽ mua 2-3 hộp vậy nhá, hứa hứa với tất cả cô bác 3 phần. Nào, phần thứ nhất, phần 1, kính thưa và kính thưa kính gửi chứ này, kính thưa mình hiểu đó là cái phần mà chúng ta kính thưa, kính thưa đó, các bác ghi là phần 1, mình kính thưa. Kính thưa ai? Có bao nhiêu cái thành phần, có bao nhiêu cái đoàn thể, có bao nhiêu cái hội nhóm, mình cứ lôi ra hết đắp nó vào đây nha. Ví dụ như gì ạ? Kính thưa, nhưng việc đầu tiên này, cái kính thưa đầu tiên đó là kính thưa ban lễ tang, hoặc là ban tang lễ, hoặc là kính thưa ban tổ chức tang lễ. Nhiều nơi người ta có cái ban tổ chức tang lễ của huyện, của tỉnh, hay là của một cái đơn vị có tên ấy, trong bệnh viện chẳng hạn nha. Đó, hoặc là nhà tang lễ nào đó, kính thưa nha. Chúng ta kính thưa là gì? Gọi được hiểu đó là ban lễ tang. Đó, kính thưa ban tổ chức lễ tang. Rồi ạ. Kính thưa các đoàn đại biểu như là đại diện cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn đại biểu đại diện cho các cấp ủy, chi bộ, thôn, xóm, khu phố, vân vân, các bác cứ điền vào. Rồi là kính thưa các hội nhóm như là chi hội người cao tuổi, chi hội Phật giáo, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên, mình đưa hết vào. Rồi kính thưa các hội của cộng đồng, đó là hội đồng môn, đồng niên, đồng nghiệp. Đó, đưa tất cả vào trong cái phần kính thưa này nha anh chị nha. Kính thưa có bao nhiêu, anh chị lưu ý là cố gắng đưa càng nhiều càng tốt. Rồi là kính thưa toàn thể bà con nhân dân, bà con lối xóm, bà con khu phố chẳng, cứ đưa vào, không sợ dài đâu nha. Cái đám hiếu là rất quan trọng ở lời ăn tiếng nói, mặc dù người ta cứ hay gọi là gì ạ, ma chê cưới trách chẳng hạn, nhưng mà mình phải cố gắng chứ, để tất cả những cái rủi ro, tất cả những cái hạn chế ấy, nó được ít nhất. Còn Khánh Toàn đã nói rồi, cho dù con nói hay đến mấy, nhưng mà nếu không bằng sự chân thành, không bằng cảm xúc của mình, thì bài phát biểu đó không đạt yêu cầu nha. Nên tất cả chúng ta phải nói bằng cảm xúc của mình cơ, nói bằng miệng, nói bằng ánh mắt, nói bằng ngôn ngữ cơ thể, ngôn ngữ phi ngôn ngữ, và nói bằng cảm xúc, nói bằng trái tim của mình nữa, nhưng kết hợp nó bằng trí tuệ, có phân tích trước sau cho nó gãy gọn, chứ tránh tình trạng mình nói lố ra một câu, mình nói bị lố một câu, lỡ một câu, lỗi một câu, thế là có một số vị khách vô duyên đứng phía sau thì được cười tủm tỉm, thành ra hạnh phúc của một tang gia, thành ra cứ trong đám tang là cười khúc khích, rất là vô duyên thôi. Nhưng hóa ra là mình đây, mình cũng vô tình mình đã nói lỗi cái câu đấy, để người ta phải bật cười ra. Nên là hãy cố gắng học nó là như vậy để hạn chế, chứ không phải là chúng ta tự hào bố mẹ chúng ta mất để chúng ta nói một bài phát biểu hay, không phải như vậy, nhưng để hạn chế những cái rủi ro. Ok, canh các chị và các bác nha. Đó, nên là bởi vậy nên là tất cả các đoàn đại biểu, tất cả các hội nhóm, tất cả các ban ngành đoàn thể, bà con nhân dân, khu phố, thôn xóm là rất quan trọng, mình nhét hết vào phần 1, phần kính thưa nha. Nhà ít nhà nhiều, có nhà nhiều lắm đó, đúng không ạ? Đó. Rồi, như vậy là chúng ta kết thúc phần 1, cứ kính thưa cho tôi nha. Thì chúng ta chạy sang phần 2. Đó, hết phần 1. Mình chạy sang phần 2. Rồi, cái bút nó hơi hết mực, anh chị nghe nhé. Khánh Toàn sẽ làm một cái kỹ xảo, nó có đầy đủ các phần, thậm chí có lời dẫn chạy trên video, anh chị nhớ ở phần cuối video này chẳng hạn, hoặc là Khánh Toàn sẽ để ở phần mô tả nhá. Phần 2, mình gọi đây là phần đặt vấn đề. Đó, mình tổng quan để mình vào đề đó. Mình muốn bài phát biểu để cảm ơn, nhưng mà tự nhiên mình cứ cầm cái micro mình lên là mình nói là xin cảm ơn luôn, thì nghe nó bị gì ạ? Nó hơi bị trống không, nó hơi bị trơ, nó chưa thú vị, nó chưa cảm xúc, nó chưa nêu và nổi bật được cái tấm lòng của gia đình để cảm ơn với khách, các vị khách cũng như đoàn thể, cũng như bà con nhân dân đã đến chia sẻ với sự đau xót của gia đình mình. Đó, nên là phải tổng quan một chút, đặt vấn đề thì nó như này. Trong cái bài phát biểu điếu văn của cái ông đại diện cho chi bộ hoặc là cho chính quyền thôn, ông trưởng thôn hoặc ông bí thư chi bộ chẳng hạn, hoặc ông nào mà đọc cái điếu văn chẳng hạn, thì người ta đã nêu được rất là chi tiết cái quá trình
về cái lịch sử của cái người đã khuất như mẹ của mình, bố của mình mà bị mất ấy, đã nêu được nổi bật và rất chi tiết rồi. Nhưng mà cơ bản mình là con của người đã khuất. À, tôi lấy ví dụ như là mẹ mất đi, đúng không ạ? Thế thì mình phải cũng không nêu quá chi tiết như cái ông đọc điếu văn, nhưng mà mình cũng chung chung gút lại ngắn gọn một tí xíu để đặt vấn đề là cái lý do vì sao mà người thân của mình lại lại bị mất, lại phải ra đi. Đó, rồi là mình cũng gút lại một chút xíu thì trong cái nỗi đau thương mất mát lớn này của bố, của mẹ, của người thân này, thì ngày hôm nay con cháu chắt chút chít về tề tựu có đông không? Rồi, rồi có lời hứa trước cái linh cữu, trước cái di ảnh của người thân của mình không? Nên là nó có một chút như vậy, mục đích là cũng để thể hiện được cái tấm lòng của con cái, con cháu đối với người thân trong gia đình đã khuất. Và cũng để cho mọi người, bà con lối xóm, xóm bà con thân thuộc, thân quyến, người ta nắm được cái nội dung là ngày hôm nay có đầy đủ con cháu như thế, đỡ phải ai xì xào là à vắng thằng A, vắng thằng B, vắng thằng C. Phải không ạ? Đó, mình kỹ như vậy. Thì đó là cách đặt vấn đề nha. Đó, cách đặt vấn đề mình phải nêu nổi bật ra như vậy. Sau đến phần 3, kết thúc phần 2 đặt vấn đề thì nó nhảy sang phần 3, cũng là phần cuối cùng. Đây là phần mình mới cảm ơn. Đó, thế là lúc này là thay mặt cho gia đình, hay là thay lời cho gia đình, thay lời cho anh em con cháu chút chít của mẹ tôi, thì bắt đầu mới cảm ơn. Cảm ơn ai? Cảm ơn cái thành phần của cái phần 1 này. Đó là tất cả các cái đoàn mà mình đã kính thưa đấy, đã có mặt ngày hôm nay. Cảm ơn ban lễ tang, cảm ơn các cơ quan, đoàn thể, hội nhóm, công đoàn, các công ty, doanh nghiệp, cảm ơn các cái hội về tổ chức cộng đồng, tổ chức xã hội, đồng môn, đồng niên, cảm ơn ban ngành đoàn thể trong thôn, cảm ơn bà con nhân dân, bà con lối xóm, bà con quyến thuộc. Ok nha. Thì tất cả ba cái này thì nó tạo ra một bài phát biểu cảm ơn trong đám hiếu. Và như Khánh Toàn đã nói thì ngay mỗi gia đình đã khác rồi, chứ nói chi là mỗi tỉnh, hoặc là gì ạ, nói chi là mỗi vùng miền. Nên là tham khảo thôi, tham khảo thôi. Mình vận dụng làm sao cho nó phù hợp, có câu trước câu sau, có đầy đủ ý nghĩa, nó làm cho cái sự rủi ro sơ suất trong cái đám hiếu nó giảm đi nhiều, phải không bà con? Đấy đã là một sự thú vị rồi. Còn ngay bây giờ thì Khánh Toàn sẽ dựa trên cái bố cục này, sẽ xin gửi đến bà con phần phát biểu. Mình lấy ví dụ là cái ông con trai trưởng tên là Trần Văn A đi nha. Thế thì mẹ mất, đó, trước đó là bố mất rồi, bây giờ lại bị mẹ mất, xong là ông này sẽ đại diện cho con cháu chắt có đôi lời phát biểu cảm ơn. Mình hình dung, anh chị vẫn lưu ý nhé, đó là chúng ta có thể áp dụng cho trước hoặc là sau khi an táng, mà mình thấy là gì ạ, hay phát biểu trước đó, cuối phát biểu người ta còn là, và tiếp theo thì xin thay mặt cho gia đình xin mời các đoàn đại biểu, mời bà con nhân dân kết hợp với gia đình chúng tôi để đưa mẹ tôi ra nghĩa trang an táng, hay là đưa mẹ tôi về nơi chín suối, hay là để cho mẹ tôi được màu yên mà đẹp. Người ta có đôi lời như vậy. Ở một số các cái vùng vùng quê, vùng nông thôn ở ngoài Bắc, trong Nam cũng có anh chị ạ, nhưng ngoài Bắc thì hình như còn phải có cái câu để mời trở lại ăn bữa cơm nữa, ăn bữa cơm rau nữa. Vất vả, có nhiều người ở xa, trong họ hàng nội ngoại cũng thế, ở xa. Cái này khó lắm. Người thì bảo là có nên làm cơm trong đám hiếu hay không, người thì bảo là có, người thì bảo là không. Bà con anh chị thì chúng ta không phải tranh luận làm gì cả. Tất cả những cái gì mà nó đúng, mà nó thiết thực, mà nó có ý nghĩa, thì anh chị muốn nó mất đi nó cũng không mất, cô bác muốn mất nó cũng không mất nha. Nó cứ sống mãi với thời gian. Còn cái gì mà nó không thiết thực, không đúng, không thực tế, thì cô bác, anh chị và cả tôi, mình muốn giữ nó lại thì nó cũng sẽ bị mai một. Tất cả thời gian sẽ trả lời. Bởi vì khó lắm đó, ở quê nội ngoại xa gần, phải không ạ? Ba bề bốn bên đấy, tập trung lại ở xa mà lại nấu cháo làm cơm, quan khách nhiều khi ở xa về dự, nào là
bạn của con, bạn của con dâu, bạn của con trai, bạn của con gái, người ta ở xa, người ta cũng muốn ở lại, thế là lại phải có bữa cơm. Quan trọng nhất là cái tấm lòng của người đến dự và tấm lòng của gia chủ tiếp đón, ứng xử như thế nào, có bị vô duyên không, có phớ lỡ cười ha hả như hạnh phúc của một tang gia hay không, hay là mình đầy thành kính, mình ăn nói lịch sự nhẹ nhàng với nhau, cái người đến dự và người ăn bữa cơm với cái người, với cái người gia chủ, người ta hiểu và thông cảm được với nhau, ăn cho nó ấm lòng. Và ăn gì ạ, cũng là để ăn cho người ở nhà gia chủ nữa, mình ăn, người gia chủ ăn, bao nhiêu đêm bao nhiêu hôm mệt mỏi lắm rồi, phải lót cái bụng nữa. Sức khỏe là quan trọng. Và tôi nghĩ rằng cho dù là bố hay mẹ chúng ta mất thì cũng mong muốn là con cái, mẹ mất chúng mày mệt mỏi, đưa mẹ về nơi yên nghỉ tốt đẹp rồi, là các con cái phải giữ sức khỏe, phải ăn thôi nha. Còn đâu cái này như Khánh Toàn đã nói, mọi cái đúng sai thời gian sẽ trả lời. Ok anh chị, còn ngay bây giờ thì Khánh Toàn xin được lời dẫn một bài phát biểu cô bác lại dựa vào đây để mình vận dụng cho phù hợp. Hy vọng là những gì mà tôi chia sẻ không được nhiều, được 5-10% thì cũng được 1-2%, như tôi đã nói, như vậy đã là thú vị rồi. Còn hơn làm ba cái kênh vlog mà linh tinh rồi cứ ảnh hưởng đến thế hệ trẻ rồi là toàn cái tào lao mía lao thôi, chửi nhau rồi đánh nhau rồi giang hồ máu lửa linh tinh, toàn hại thôi, phải không anh chị nhá. Bây giờ xin được bắt đầu. Cái việc đầu tiên đó là anh con trai trưởng phải hướng vào bàn thờ gia tiên, hướng vào bàn thờ gia tiên anh chị nhá. Hoặc là như bên Phật giáo đấy thì có cái gì ạ, có cái bàn thờ của Phật đó, hướng bàn thờ gia tiên, thế là mình cầm, phải không ạ, mình chắp tay. Lúc này có thể không cầm micro nhé, để dưới đó, chắp tay cho nó đỡ vụng về. Chắp tay hướng vào bàn thờ gia tiên, vái ba vái. Tiếp theo hướng vào di ảnh hoặc là linh cữu của mẹ, tức là của người thân, người đã khuất, thì vái hai vái. Và cuối cùng là hướng đến toàn thể bà con nhân dân rồi các đoàn đại biểu. Mình không dùng từ vái mà mình dùng từ hành lễ. Hành lễ có thể gọi là một vái nhẹ đi, nhé. Hành lễ nhẹ thì được, cái chắp tay nó khác nhau. Tôi lấy ví dụ bà con nghe xem ạ. Hướng lên bàn thờ gia tiên hoặc là bàn thờ Phật nhé, bàn thờ gia tiên. Bà con lưu ý là vái chậm. Đó, vái chậm. Rồi, đó. Tiếp theo là mình sẽ hướng đến di ảnh hoặc là linh cữu của mẹ, phải không ạ? Tôi lấy ví dụ như là người mẹ mất, thế thì hai vái, phải không ạ? Hai vái. Và xuôn tay xuống thì mình nhìn bà con nhân dân một lượt. Nhìn bà con nhân dân một lượt rồi mình chắp tay thế này. Mình thế này. Đó, nó như một cái hành lễ, như một lời cảm ơn, như một lời chào người ta. Sau đó mình sẽ cầm micro. Phần 1, phần kính thưa. Kính thưa ban tổ chức tang lễ. Kính thưa các đoàn đại biểu đại diện cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chấm chấm. Kính thưa Hội cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi, Hội Phật giáo chấm chấm. Kính thưa đại diện công đoàn cho các công ty chấm chấm. Kính thưa các hội đồng môn, đồng niên, đồng ngũ của gia đình. Kính thưa chi bộ, cấp ủy và nhân dân thôn chấm chấm. Kính thưa quý cụ ông bà, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, bà con quyến thuộc. Phần 2, đặt vấn đề. Tôi là Trần Văn A, con trai trưởng trong gia đình. Trước hết, xin thay mặt cho toàn thể gia tang, anh em con cháu chúng tôi
xin được nghiêng mình cảm tạ tấm lòng phân ưu đầy thành kính của quý vị và nhân dân đã dành cho mẹ tôi cũng như gia đình chúng tôi. Kính thưa quý vị, thưa bà con, nhân dân, sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, các con cháu chắt của mẹ chúng tôi đã hết lòng phụng dưỡng và chăm sóc, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Nhưng do tuổi cao sức yếu, bệnh tình quá nặng, mẹ tôi đã không qua khỏi. Đó là một sự đau xót rất lớn, một sự mất mát mà không gì có thể so sánh được. 20 năm tuổi trẻ và hơn 60 năm làm vợ của cha tôi, làm mẹ, làm bà của anh em con cháu chúng tôi, mẹ tôi đã luôn là tấm gương sáng để con cháu noi theo và tự hào. Thưa mẹ, hôm nay đây, ngày mẹ về ở cùng cha và cùng tiên tổ nơi linh thiêng suối vàng, các thế hệ con cháu nội ngoại của chúng con tuy ở nhiều phương trời khác nhau, nhưng tất cả đã có mặt ở đây để đưa tiễn mẹ. Cầu mong mẹ ở nơi suối vàng an tâm yên nghỉ. Chúng con xin hứa sẽ nhớ thực hiện những lời căn dặn và tâm nguyện của mẹ và cha. Anh em con cháu, chúng con sẽ yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Mẹ ơi, dẫu rằng đôi ngả chia ly, chúng con vẫn giữ những gì mẹ dặn, sống cho tốt đẹp ở đời, về sau có thác người người viếng thăm. Phần 3, cảm ơn. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa quý cơ quan đoàn thể, kính thưa chi bộ, cấp ủy thôn, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, bà con quyến thuộc. Sự giúp đỡ và sẻ chia của tất cả mọi người về tình cảm cũng như chung tay lo công việc giúp gia đình chúng tôi thật đáng trân trọng. Nhận được nhiều tình cảm của quý vị, chắc hẳn mẹ tôi cũng an lòng nơi chiến suối. Anh em, con cháu chúng tôi cũng vợi đi chút đau thương để lo cho mẹ tôi được mồ yên mà đẹp. Một lần nữa, thay mặt cho anh em, con cháu trong gia đình, xin gửi lời cảm ơn, lời cảm tạ đến tất cả quý vị, ban lễ tang, các cơ quan đoàn thể, cấp ủy và nhân dân thôn chấm chấm đã đến phúng viếng và giúp đỡ gia đình chúng tôi tổ chức được buổi tiễn đưa ngày hôm nay. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi thiếu sót, gia đình rất mong được lượng thứ. Chân thành cảm ơn. Trưởng Nam, Trần Văn A. Rồi đó, thưa quý vị, thưa quý cô bác. Và nếu như ở một số vùng miền như ngoài Bắc chúng ta thì như Khánh Toàn trước thì đã chia sẻ, có nhiều gia đình thì người ta còn mời thêm một chút xíu nữa, phải không ạ? Ví dụ như là tiếp theo xin trân trọng có lời kính mời đối với các đoàn đại biểu cũng như bà con nhân dân kết hợp với gia đình chúng tôi để đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang chấm chấm. Có nhiều nơi thì lại thêm cái này nữa, đó là người ta có bữa cơm nhạt, bữa cơm rau để mời mọi người lại, thì mình có thể, bà con hoàn toàn có thể ghép vào. Và sau khi đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ tại nghĩa trang để tỏ lòng biết ơn, tri ân, cảm tạ trước tình cảm của tất cả
quý vị, quý bà con nhân dân. Và mong muốn quý bà con nhân dân tiếp tục chia sẻ sự buồn phiền của những người ở lại trong gia đình chúng tôi. Gia đình rất mong muốn bà con sẽ ở lại để tham dự, một bữa cơm, ăn một miếng cơm, ăn một chén cơm. Đây cũng là lời nhắn nhủ trước khi lâm chung của mẹ tôi, để mong muốn được cảm ơn, mong muốn được thấy bà con, mong muốn được thấy mọi người và gia đình luôn luôn mãi mãi gắn bó và đoàn kết. Trân trọng cảm ơn. Đó, và bà con, anh chị hoàn toàn có thể thêm hoặc bớt. Anh chị lưu ý là chúng ta hoàn toàn có thể thêm hoặc bớt như bất cứ video nào Khánh Toàn đã nói. Tuy nhiên, thực ra nếu mà anh chị nào là học viên ấy, học MC thì không có gì để thêm đâu. Vì thêm nó mất hết cái ý nghĩa trong bài giảng của tôi. Vì cái này ấy, tất cả những cái gì nó thuộc về trong giáo trình học ấy, là đã được chắt lọc tính quy luật của triết học, sự chính xác của khoa học, vẻ đẹp của nghệ thuật thẩm mỹ, tính sâu sắc, nhân văn của tôn giáo, tính ứng dụng thực thiện, thực tiễn của đời sống xã hội. Quá thú vị nha. Còn những cái việc về đám tang, đám hiếu này thì nó muôn hình muôn vẻ lắm. Nhưng Khánh Toàn vẫn nói, hay đến mấy mà không có sự chân thành, không có cái cảm xúc ở đấy thì lại không hay. Nên là bà con cứ hết sức bình tĩnh, mình sẽ nói vo thôi, nói như tình cảm của chính chúng ta đấy. Dựa trên cái cơ căn bản đó là nó có 3 phần. Phần kính gửi nhét hết vào. Thứ hai, đặt vấn đề một chút, mình không nói được dài thì mình đặt ngắn ngắn thôi. Và thứ ba, rồi mình cảm ơn. Thứ tư, mình có thể mời người ta quay lại để ăn một chén cơm, ăn một miếng cơm, ăn một bát cơm, chia sẻ với gia đình. Nói bằng cái tấm lòng như vậy, đôi khi nó ngập ngừng một chút, đôi khi nó vụng về một chút, nhưng đấy mới lại là cảm xúc. Rồi, còn bây giờ thì cảm ơn tất cả quý bà con, đặc biệt là cảm ơn các bác nào đã yêu cầu Khánh Toàn làm cái video này. Nhiều lắm, nhiều đề tài, nhiều lĩnh vực trong cuộc sống này, tình yêu, hôn nhân, gia đình, chính trị, xã hội, họp tổ dân phố, cho đến họp họ, rồi đi cua gái, tán gái, phát biểu ông trưởng thôn, rồi đình, chùa, vân vân, cái gì cũng có. Hẹn gặp lại với tất cả quý bà con, cô bác và quý anh chị, cũng như các bạn học viên thân mến của tôi ở những buổi video tiếp theo. Còn ngay bây giờ, xin chào, thân ái và quyết thắng.